Cold egg lay on Rồi bây giờ nó record, bà record hết nha. Rồi. One Sunday morning, the warm sun came up and pop, out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Oh no, it's time to make some food. He started to look for some food. He tried to look for some food. On Monday, he ate through one apple, but he was still hungry. He was still hungry. On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry. On Wednesday, he ate through three plums, but he was still hungry. On Thursday, he ate through four strawberries, but he was still hungry. On Friday, he ate through five oranges, but he was still hungry. On Saturday, he ate through one piece of chocolate cake, one ice cream cone, one pickle, one slice of Swiss cheese, one slice of salami, one lollipop, one piece of cherry pie, one sausage, one cupcake, and one slice of watermelon. That night, he had a stomach ache. The next day was Sunday again. The caterpillar ate through one nice green leaf. And after that, he felt much better. Now he wasn't hungry anymore, and he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big, fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he was a beautiful butterfly. The end. The end. Ok, bây giờ nghe nha. Bây giờ tụi con sẽ nói lại nha. Nãy giờ nghe rồi phải không? Con sẽ biết được. Ok, nghe. Tụi con không có thể nào nói là con không biết được nha. Bây giờ nghe. Nghe bà. Monday. Everybody repeat after me. Monday. Monday. Tuesday. Tuesday. Wednesday. 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 Thursday. 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 Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday. Sunday. Rồi, giờ nghe, nghe lại nha, nghe lại nha. Ok, nghe bà nói nè. There are 7 days in a week. Đúng không? Tụi con hiểu gì không? Nghe. Ok, hiểu thôi. Bà không kêu tụi con dịch ra. There are 7 days. Nghe nè, nhìn nè, nhìn nhìn tay của bà nè. Nhìn nè, bà cho bảo. There are 7 days in a week. Ok. Ok, days là ngày, week là một tuần có 7 ngày, đúng không? Ok. Wow. Nghe bà nói lại nha. There are 7 days in a week. Rồi, there are 7 days in a week. In a week, there are 7 days. Nhớ nha, days có chữ S. 7 days. 7 days có chữ S nha, tụi con phải đọc cái chữ S sao. 7 days. Okay. 7 days. In a week. In a week. In a week. Right. Very good. Okay. Monday. 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 Wednesday. 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 Thursday. Thursday. Friday. Friday. Saturday. Saturday. Sunday.
Sunday. Rồi giờ nghe bà đọc đọc lại nha. In the light of lại nha. Egg lay on a leaf. Lay on a leaf. In the light of the moon, a little egg lay. In the light of the moon. In the light of the moon. Very good. Đó bà nghe hết giọng của tụi con rồi. In the light of the moon. A little in the light of the moon. In the light of the moon. Very good. A little egg lay on a leaf. Little egg. Okay, nghe bà. Bà biết là nó nhanh quá, không? Giờ đọc chậm lại ha. Egg. Đọc cho bà nghe chữ egg là cái trứng. Egg. Egg. Đúng rồi. Egg. A little. Rồi, a little egg. A little egg. Lay on a leaf. Lay on a leaf. Đúng rồi, lay on a leaf. Lay on a leaf. Very good. One Sunday morning. One Sunday morning. Chứ không phải morning. Okay, one Sunday morning. Okay, good. One Sunday morning. The sun came out. Out of the egg came a tiny. Okay. Out of the egg came a Sunday morning. The warm sun came up and. The warm sun came up. The warm sun came up. Very good. Đó giọng là đúng rồi đó. Giọng đó là giọng Mỹ rồi. The warm sun came up. The warm sun came up. Out of the egg. Pop. Enter the egg. Very hungry. All right. Out of the egg. Giỏi lắm Minh Thư. Minh Thư là đọc rất là đúng. Out of the egg. Out of the egg. Right. Out of the egg came a tiny and very hungry caterpillar. Came a tiny and very hungry caterpillar. Okay, còn có 9:30 là mình ngừng đó. Cái này tự động nó ngừng. Thôi bây giờ mình đọc xong cái này đi ha. Came out a tiny and very hungry caterpillar. Thanh Tâm con đọc bà nghe coi. A tiny and very hungry caterpillar. Very good. Bữa nay mình học Monday nha. Monday, Tuesday. Nghe bà này, tụi con phải để ý. He start to look for food. Rồi, đọc tiếp. He start to look for food. He start to look for food. Rồi, nghe tiếp nha. On Monday, nghe nè ha. On Monday. He start. Nghe bà. Tụi con mới nghe rồi chứ. On Monday, he ate through one apple. He ate through one apple. Very good. Yeah, but he was still hungry.
But he was still hungry. On Tuesday. He ate through two pears. He ate through two pears. Very good. But he was still hungry. But he was still hungry. Very good. Minh Thư đọc cho bạn nghe coi. On Tuesday, he ate through two pears, but he was still hungry. Two pears. But he was still hungry. Tụi con sẽ nhớ là trong 7 ngày lận mà ngày nào nó cũng đói hết đó, đúng không? Rồi bây giờ tới Wednesday. Nha, nghe nha, Wednesday tụi con học cái tuần lễ và tụi con học cái số, thấy không? On Wednesday he ate through three plums. He ate three plums. But he was still hungry. Very good. On Thursday, he ate through four strawberries. He ate four strawberries. But he was still hungry. Very good. On Friday, he ate through five oranges. Oranges. Là trái cam đó. But he was still hungry. Very good. Đó, thấy không? Tụi con biết đọc rồi. Nào, on Saturday. Cái này mới nhiều chữ này nha. On Saturday. Very good. On Saturday là ngày thứ 7 nha tụi con. Ok, nhớ nha. Ngày thứ 7 nó ăn nhiều thứ lắm. Nha, nó ăn xong nó đau bụng đó. Ok. On Saturday, he ate one piece of chocolate cake. Cake là bánh, bánh sô cô la đó. Xong rồi cái one ice cream cone. Con biết cái đó không? À, nó giống cái cone. Ok. One pickle. Là miếng dưa chua đó, mới dưa trái dưa leo mà chua đó, ngâm chua đó, con biết không? One pickle. Very good. One slice of Swiss cheese. One slice of salami.
Lollipop là cái kẹo đấy, tụi con biết kẹo mà ngập ngập nó là lollipop. Now, one lollipop. À, rồi có gì nữa? À, one piece of cherry pie. One cupcake là một cái bánh nữa ha. Bây giờ tới one slice of watermelon là một miếng dưa hấu nữa. One slice of watermelon. Đúng rồi, là một miếng dưa hấu. Watermelon. Rồi nghe. Cái tối đó, that night he had a stomach ache. On Sunday, he ate one nice green leaf. Rồi bây giờ bữa nay đó là mình như vậy, nhưng mà rồi ngày mai mình lại học lại nữa, mình cứ học cho tới khi nào tụi con nói được cái câu chuyện này là mình sẽ ngừng, tại vì mình sẽ không muốn này để mình học. Vậy là người tắt có vô học không? Có chứ, nhiều người vô học, bắt đầu ngày mai là mình không có vấn đề nữa, đúng không? Bây giờ tới on Sunday he ate through one nice green leaf. Bữa nay mình không có bị kick out. À, mình học cho tới 9 giờ rưỡi. Mà mình không, người ta cũng không làm gì mình thì mình cứ học luôn. Rồi khi nào mình mệt quá thì mình nghỉ. Nha. Okay. Bà ơi, bà đi ngủ chưa đây? Bà... Ai ha, bây giờ ai mà cần đi ăn trưa thì đi ăn trưa ha, còn ai mà không ăn. Con giới thiệu thêm bé mới em mốt vô học cô. Ok, à con đó hả? Rồi con tên gì? Chào bà Nâu. Hả? À, mà con tên gì? Nguyễn Phạm Minh Thư. À ok. Ủa con là Minh Thư hả? Còn kia là Minh Thu hả? Phạm Minh Thư. Trùng tên đó cô ơi. Trùng tên hả? À bên kia là Minh Thư 1, Minh Thư 2. À ok, Minh Thư 1, Minh Thư 2.
Rồi bây giờ nè, tại vì ba đang nghĩ cách làm sao để ba gửi email về cho tụi con mở email ra, không cần phải cái chờ người lớn nữa. Mà như vậy đó thì tụi con phải có một cái email mà vô trong iPhone cũng được hả? Hay sao? Cho bà cái email, cái bà gửi cho tụi con email, cái tụi con mở ra, tụi con coi bài nghe trước, rồi tới chừng bà vô cái là mình đọc, là mình tự nhiên mình biết đọc thôi, đúng không? Thì bây giờ là bà ra. Tạo mail của con ở trong iPad. Dạ, dạ, tạo mail cho con, bảo ăn trong trong iPad đi, xong rồi cho bà cái email của con, rồi bà gửi bài về, nó tụi con coi trước. Con đánh tên mà, con đánh nào. Email cho cô cái email của con. Nhắn rồi. Tại vì bà có email của mẹ, của ba, chứ bà không có email của tụi con, đúng không? Mà bà muốn email của tụi con, tại sau này bà tụi con sẽ viết thư cho bà nữa. Đó. Bảo An. Chưa có, con chưa có mail. Con tạo đi, người đi tạo, tạo cho người. Rồi, tụi con có thể tạo được email được. À, bây giờ như vậy. Rồi, bây giờ bà sẽ cắt ra làm thế nào nha. Email của con là Kim Thị 10 tuổi @gmail.com. Đấy, con đi luôn. Bố thả đầu ăn nhìn nhau này. Rồi bà sẽ ghi, bà sẽ có một cuốn sổ dành riêng cho tất cả tụi con, mà email của tụi con, còn email của ba mẹ là tụi con bà có rồi, thấy không? Con bà luôn có Thái Bảo An, xong rồi Thái Bảo An đánh trước đó. Rồi. Nhưng mà con đang bắt đàn thị yêu riêng. Mẹ tạo, người chờ mẹ tạo lên iPad. Em thầy 10 tuổi, @gmail.com. Rồi Kim Thùy 10 thôi phải không? Gmail.com. Rồi bà có lấy email của mỗi người hết. Rồi Bảo An là có Gmail nè ha. Rồi từ từ mình mới tính ra những cái khác được. Bảo An, Gmail của Bảo An là gì? Con tạo cho con chưa Bảo An? Rồi Minh Thư, hai Minh Thư ha, Minh Thư 1, Minh Thư 2 ha. Minh Thư 1 nè, rồi có Minh Thư 2 nữa. Rồi từ từ các bà cho mỗi đứa một đứa một cái tên Mỹ nha. Ok, tên Mỹ chơi ha. Rồi tới Ngọc Ánh ha. Ngọc Ánh con tạo cho con cái Gmail được không? Rồi Thanh Tâm. Dạ, con không biết tạo. Con không biết tạo hả? Ok. Giờ mình phải mình sẽ học để mình tạo cho được nha. Rồi con phải nhớ cái passport của tụi con. Thanh Sang. Rồi Minh Nhật 8, Nhật Minh. Rồi 9 là ai đây? À Minh Thi. Ok, Minh Thi. Minh Thi, Gia Bảo là 10 là Gia Bảo ha. Gia Bảo. Rồi như vậy là mình có Mỹ Châu 11, Mỹ Châu ở Mỹ. Mỹ Châu rồi Jaden nữa nhưng mà chưa mấy người chưa vào được. Rồi ha, bữa nay mình ở đây lâu quá mà người ta không đuổi mình đi ra sao ngộ ha. À, con là Võ Thái Bảo An hả? Ok. Dạ, ai là chủ phòng? Dạ, Đức Cường, ai là chủ phòng? Hả? Từ từ đây bà sẽ cho tụi con ai là chủ phòng, trưởng nhóm, và từ từ bà sẽ cho tụi con. Không, từ từ. Là người chủ trì. Rồi bây giờ Gia Bảo, con có cái Gmail của con chưa? Tạo cái đó mình làm sau đi nha. Hễ mà ai người nào mà có cái Gmail là bà gửi bài cho tụi con, còn không bà gửi cho ba má tụi con để tụi con coi ha. Nhật Minh là có rồi nè. Gia Bảo, Mỹ Châu thì phải gửi cho ba của Mỹ Châu, Mỹ Châu cũng không có. Ok. Rồi bữa nay như vậy là được rồi ha. Bây giờ bà nghe bà nói lại. There are 7 days in a week. Nghe nha. There are 7 days in a week. The Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Không, đó là bà nói nhanh.
Còn giờ bà nói chậm để cho tụi con nghe nè. Nha, nghe cho kỹ nha, để sau này bà hỏi là tụi con phải biết trả lời nha. There are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Nghe kỹ nha. Đó. Rồi bây giờ thí dụ bà hỏi how many days are there in a week? Thì tụi con phải trả lời là there are 7 days in a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Bây giờ là tụi con chỉ nghe thôi chứ tụi con chưa có viết. Nhưng mà từ từ đi bà sẽ cho tụi con viết. Nha, viết là tự nhiên tụi con nhớ luôn. Đúng không? Rồi bây giờ mình chỉ nghe cái đã. Nghe cho nó vui cái tai của mình cái đã. Rồi từ từ mình tính tiếp. Nha. Rồi khi mà bà cho tụi con coi cái hình này thì tụi con thể chép. He wasn't hungry anymore. Đúng không? And he wasn't a little caterpillar anymore. He was a big fat caterpillar. He built a small house called a cocoon around himself. He stayed inside for more than 2 weeks. Then he nibbled a hole in the cocoon, pushed his way out, and he's a beautiful butterfly. Thanks for listening. Please subscribe. Ta đang hỏi tên thật mình. Rồi bữa nay mình học tới đây ha. Rồi bữa nay mình có một người bạn mới là Bảo An. Ha, Bảo An là ở tận ngoài Hà Nội đó tụi con. Tất cả tụi con là ở trong Sài Gòn, Bảo An ở Hà Nội phải không con? Bảo An hiện giờ đang ở đâu? Đúng rồi ạ. À, đúng rồi ạ. Là Bảo An ở Hà Nội. Đúng rồi. Tất cả tụi con là ở trong Sài Gòn, Bảo An Hà Nội. Xong rồi có Kim Ngân. Kim Ngân cũng ở Hải Dương nha. Kim Ngân chưa có vào được. Rồi Mỹ Châu là ở tận bên Mỹ. Đấy không? Rồi giỏi lắm. Rồi nghe bà nói. Nghe bà nói nào. Bây giờ đó bà cho tụi con nhìn cái hình. Rồi tụi con vẽ cái con sâu bướm này cho bà nha. Con vẽ cái con sâu bướm mà có nhiều người đã vẽ rồi. Còn Bảo An là chưa có vẽ nha. À, Minh Thi đã vẽ rồi, à, Gia Bảo đã vẽ rồi, nhưng mà Bảo An thì chưa có vẽ, thấy không? Rồi, à, con vẽ con bướm rồi hả? Giỏi lắm, Minh Thi vẽ rồi. Bây giờ bà cho Bảo An với lại Minh Thư ha. Coi lại cái con sâu bướm này ha. Rồi tụi con vẽ cái hình cái con sâu bướm cho bà. Học tới đây thôi, tạm biệt mọi người. Rồi giỏi con. Wow. Con đi ăn đi, con đi ăn trưa đi. Rồi bà nào. Bye bà nào. Rồi bà cảm ơn tụi con. Bây giờ bà cho Bảo An nhìn cái con caterpillar ha, rồi Bảo An vẽ cái con đó cho bà ha. Cho bà cần cái gì vẽ xong rồi ạ. Rồi con bye bye bà. Rồi con bye bye bà. Ủa em không muốn nữa cho mày nè, cuốn con. Bà ơi, vẽ sau con sâu bướm rồi thì ra. Đây nè, con vẽ cái con. Đây nè, Bảo An với là Minh Thư. Hai tụi con học trẻ đang nhìn đây nè con. Bảo An nhìn trên bà nè. Bà không thấy mặt con. Cao, Bảo An ngồi cao lên tí. Đó Minh Thư là vẽ rồi. Bây giờ Minh thứ hai, Minh thứ mới vô đó là vẽ cái con sâu này cho bà. Đó, đúng rồi, con bướm đó. Đúng rồi đó. Vẽ cái con sâu này cho bà, cái con caterpillar này cho bà ha. Rồi bà sẽ gửi bài cho Bảo An cho rồi Minh Thi vẽ đẹp lắm, đúng rồi. Bà thấy của Minh Thi rồi. Đó, thì cái con sâu bướm này nha. Bảo An con nhìn nè. Con nhìn con sâu này nè, con nhìn cái con sâu này rồi con vẽ. Bà thấy đẹp lắm. Bà đang nhìn đây nè bà.
bạn nhìn 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 đây. À, cái con sâu vẽ như vậy nè, đó. Thế nào? Đó. Bà An nhìn vào đây. Nè, bà An nhìn vào đây bà cho coi nè. Thấy cái con sâu không? Rồi. Rồi. Bà coi con nhiều quá luôn chút bà. Rồi bà thấy rồi, bà thấy của Minh Thi rồi, Minh Thi vẽ rất là đẹp. Thấy không? Mình học cái con sâu bướm này nó trở thành con bướm, rồi từ từ con vẽ nguyên cái câu chuyện này cho bà, xong rồi là mình thi. Thấy không? Mình thi để mình đoạt giải. Đó. Rồi bây giờ mình coi như là đã tới 9:45 rồi, là coi như cũng khuya rồi ha. Thì bây giờ bà sẽ chào tất cả tụi con. Bye bye. Ha, bà chào tụi con. Bye bye. Rồi mình sẽ gặp nhau. Rồi ngày mai bà sẽ báo tin cho tụi con biết rồi mình vào nữa nha. Ok. Good night from the United States and good morning from Vietnam. Rồi bye bye. See you again. End of the class. Rồi. Thank you. Tụi bà cảm ơn tụi con nha. Chào Gia Bảo, chào Minh Thi, chào Minh Thư, hai Minh Thư, chào ai nữa? Bảo An đi rồi, rồi Alexandria cũng đi rồi. Rồi bây giờ bà chào tụi con nha, hẹn gặp lại ngày mai. Thank con rồi. Rồi, bà cảm ơn tụi con nhiều. Thank you very much. Okay, end the meeting for all.